Hey các bạn, nào, bữa nay chồng của Mary làm món ốc xào cho Mary nè, ốc xào nâu răm. Bữa nay lãng mạn chút xíu, xào của Mary làm rượu cho Mary luôn, tan rồi. Rượu này ngon, rượu khác mày không hút được. Cái này rượu nho, nho đỏ. Thì ăn thử nè. Đang rồi à? Ngủ, đang nói chuyện video mà. Ai? Em. Có chuyện gì đây? Sẽ ngồi ăn đấy. Ăn đi. Chưa. Ở chưa. Thế này. Có ớt nữa, đã luôn. Sao mà rồi. Bỏ muối nhiều quá, lại bỏ chút vàng vào. Ê, hối hận. Tại sao bỏ ớt tương? Ê, làm lại cái gì? Lần đầu tiên làm, lần đầu tiên cũng phải làm. Ăn bằng tay thôi các bạn, bóc bằng tay thôi. Sao ngồi ăn đấy. Ăn đi. Em ăn cho hết. Có cái thịt rớt rồi nè. Chín quá. Nên nhìn nhiều khi tưởng không có thịt, tưởng múc cái vỏ không, ăn cái vỏ không. Uống miếng rượu mà nó hồi sinh, nó hồi sinh ăn vỏ luôn. Mấy cái này thịt rớt hết luôn, chắc còn trong nồi quá.
hai cái luôn nè. Đâu rằm không? Đâu rằm ngon hả? Vâng. Ăn như máy luôn. Chị còn ăn không hết. Chị ăn này. Sữa. Nó mua sữa. Để lên lại. Nó có sữa rồi nó không thèm nữa đâu. Ngày hôm sau để ớt vô chắc đã hơn. Mà để ớt không ai ăn được. Cái này giống như nước ngọt thôi. Không xả? Rượu giống nước ngọt thôi. Nhưng mà nó ngọt, nó không giống như bia. Còn bia là em đâu uống được đâu. Đắng. Bia mà ngon chắc nó chắc mày cũng uống rồi. Uống bia. Có nhiều người hỏi ông xã quá trời luôn. Ừ. Thế lúc nào thì cũng em cũng ăn một mình. Xã có ở đây mà ông xã không thích quay phim đâu. Kêu cho Phượng ăn đi. Sao kêu đi? Phích nó sợ rồi. Em đang quay phim mà anh nhắn tin đi. Chị Phượng là mẹ chị Di. Okay. Rồi quay. Tôi đi nữa mà. Đi rồi hả? Đi ra ngoài. Ok. Sao đi chuẩn bị đi kìa. Ok. Chị xong rồi hả? Chị xong rồi hả?
mấy con mới ăn hết xong mới đi. Một hôm giờ sửa tiếp. Hết rồi đó. Gì có con thao quá à? Con mà. Ồ, cũng hết rồi. Hết chỗ này thôi. Hết dễ à? Dạ. Ô đi sao? Đây, ngủ. Làm mấy cái. Đi sung sướng. Cơm đi. Cái phim lại coi hẹn. Ừ, thôi bye các bạn, rồi đi đi công chuyện xíu. Bye bye.